thì còn là Hiếu nhỏ đây. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2021. À, bây giờ đó là 10 giờ trưa rồi. Thì bây giờ con tiếp tục lên đường đi hỗ trợ oxy cùng với chú Tèo. Thì hồi sáng chú Tèo đi chung với anh Thuận. Nhưng mà anh Thuận về tại vì có một ca là đi tẩm liệm nên là anh Thuận quay trở về. Con thế cho anh Thuận đi cùng với chú Tèo. Là hôm nay là đồng hành trên chiếc xe 03 là có 02 là có chú Tèo quý vị dạ. Chú Tèo chào quý vị dạ chú Tèo. À, xin chào quý vị khán giả trong và ngoài nước. Rồi thì bây giờ sẽ là đi đường Xóm Chiếu, quận 4 quý vị dạ. Thì con xin mời quý vị dạ đón xem hành trình của con với chú Tèo trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Đó thì Sài Gòn sáng nay cũng mưa rất là lớn, mới vừa tạnh luôn. Đó. Rồi con xin mời ông giả đón xem em ông giả. Chị làm được. À, ông chị dắt cái bình đã nói không? Được, được. Thì ở nhà hôm qua cũng mình chị dắt cái bình đó. Rồi. Chị. Cái này là chị biết xài rồi vậy? Rồi, mở cái đó ra cũng không em cho nó giật lên ha. Rồi xong rồi mới mở. Sao em? Giá cũ chị để em. Thôi được rồi chị, em rồi. Bây giờ chị, nếu mà cái ống này của chị á, chị đang xài chị gắn qua luôn được không? Bỏ ống cũ đi. Bỏ ống cũ đi, gắn ống mới vô ha. Rồi rồi, chị có. À, rồi chị biết rồi. Cái này chị phải mở ra rửa nó đi ha. Rửa nó sạch sẽ rồi. Rồi, hello, xin chào quý vị khán giả mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì bây giờ tiếp tục có một ca cái này là ca hôm qua con với Liệu đi quý vị khán giả ở đường Duy Tân, quận Tân Bình. Bây giờ sẽ qua đổi cho ông bà thêm một cái bình nữa quý vị khán giả. Còn xin mời quý vị khán giả tiếp tục đón xem hành trình của con với chú Tèo cho quý vị khán giả. Ông ơi, con em mình oxy qua ông ơi. Đổ bình oxy cho bác đó. Đổ bình đó mà. Dạ đúng rồi. Mày tôi mở lên mấy số trên rưỡi nghiêm xuống à. Dạ. Nghe nói bác cũng khỏe mà. Không khỏe tỏ không được, làm đây về kia tết chứ cũng không vô. À, thì tết chưa vô à? Vô mà nó vô là chở đi chứ không để nhà. Dạ. Bác thở bác ngồi vậy mới thở cùng con đi. Hả? Bác ngồi vậy dựa vô lưng con Tường á. Ngồi dựa vô con Tường đấy. Còn cái dựa đây cũng được nữa nè bác. Dựa vô cái này cũng được. Bác ơi. Bác ơi, bác ơi. Dựa qua bên đây nè bà. Dựa qua cái tủ này. Bác ơi, dựa đây. Bác ơi, bác ơi.
cái cho ngoài một chút được không? Ok. Chút chút nữa là rồi, ok rồi. Rồi. Đường hướng dẫn hay con à, có bao con này không lấy cẳng một cái cẳng hả cẳng ra rồi, rồi. Nó dễ lắm chú để như vậy vậy cho băng đây à, chú chỉnh đây giùm tôi chỉ mở ra cho nó lên thôi cho tôi nhé hồi nó tôi mở lên tới thân rưỡi cái súng chú để vậy chú đừng lụt tới này giùm con rồi. Chú có tắt đó bắt nó đi cô có đi vệ sinh chú bảo tắt này còn à, quá ngang cái đi cái này thôi à, còn cái chỗ này thì đụng đó dạ ok là chú à, không sao đắp cái thở đi cứ thở luôn phải không sao không à chú à, chú hướng dẫn cái má đi để hết pin này thôi có cái mà lấy rồi dạ mà lấy ra cái thở đi sao chịu đó có nghĩa là cô thở này là khó chịu hả à chú kẹt mình phải hết pin nha rồi chú kẹt nó lên trong ta à tôi sẵn hết pin nha rồi tôi thử sống nha đó bây giờ mấy cháu đây được tôi gửi tiền mấy chú mua giùm cho tôi cái máy đó được không bây giờ tôi đi mua thì không được cái này bây giờ là con nói với chú nghe tại vì được con thì không có đảm nhiệm bệnh cái này à đúng rồi tôi biết rồi đó. Nhưng mà giờ tôi nhờ chú để con về con hỏi lại thì có gì á thì anh em nó đem lên cho chú dạ. Không giờ tôi gửi tiền chú ra rồi... không cái vấn đề đó thì để anh em nó đem lên rồi mới tính mới biết cái nhiều tiền để đo đường huyết tôi đo được cái rồi tôi kêu y tế phường vô nó nói thôi bây giờ tới lại cô thấy thở không nó đi luôn cho à, nó có thở
chở đi chứ nó không có một khả năng chịu nữa. Cho cô mở này ra đi. Cô mở này ra không? Cô hết tuần nữa thở không mỗi gì không? Lâu lâu tôi phải thở vậy ra. Dạ. Cô tập từ từ thôi. Cô hít bằng này cô thở từ thở nhẹ 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 thôi. Cứ đừng hít nặng quá. Cô hít nhẹ thôi. Dạ. Để cô hít nhẹ thôi. Cô dựa vô cô hít nhẹ thôi. Là cái đầu lưỡi trong rồi. Cô hít nhẹ cho con hít bằng miệng đi. Mở miệng này cô hít vô. Nhẹ thôi nhẹ. Không thôi. Được. Không quá thở. Cố dùng để lấy thở được. À, vậy thì đi theo cô. Mà hít cô hít nhẹ thôi. Cô hít bằng miệng, cô thở bằng mũi. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, bình thường thôi. Chứ là không có cần mà cô gồng lên nó dễ hơn. Thì lúc nào á cô thở cô đi á. Còn nếu mà cô nằm ngồi không thở không nổi á thì chú cho tầm nghiêng thôi chứ đừng có nằm nữa. À. Tầm nghiêng qua bên kia thôi. Dạ. Cái này không thở được hả? Dạ không, ý là cô thích cô thở bình thường lại đó. Ý mà cô muốn thật chú muốn thở, cô muốn thở á, cô cho cô nằm đi. À, nằm nghiêng. Dạ, nằm nghiêng bên bên phải. Cái này hiện tại con lai tắt rồi. À tắt, dạ em muốn nói mà hôm nay giờ cái mở cái nữa nè. Chú cho tôi số điện thoại có gì chú liên hệ. Chú cái điện thoại vô cái chỗ hồi nãy chú lấy chú đổi ra một xíu. Chỗ đó có số. Có không? À, bây giờ nếu mà tôi khó thở quá, ổng mà để vô. Dạ. Được không? Dạ được. Cái mở ra. Bây giờ cô tập thở của mình đi, mình tập thở cái không khí cái thiên nhiên của mình đi. Khi nào mà cô khó thở á, thì cô nằm xuống để cho chú thở. Ở bên ngay thế là nó cái bình này á, à, cái kẹp này mà nó tiếng nhà tiếng ba là kéo vô. Kéo vô tưởng xử lý rồi nó nói kiểm kéo vô lại. Nó đang giờ thôi đấy. Không con đợi con. Cái đó đợi đi. Dạ chú về chú nói với người nào mà anh đi ra đòi một mua giùm tôi cái mới. Dạ ok là có gì con kêu anh em lúc nay bảo đi có tốt là gì. Cái này tôi chạy lát pin nha. Dạ. Dạ. Chú qua thấy giùm nhà tôi ha. Dạ. Con giúp giùm cho có cái đó. Dạ. Cái này là y tế em nói là súng 9 319 là cấp cứu á. Dạ. Ông anh 93. 93 là kẹn vô. Không, nhưng mà tuổi của cô là 90 trở lên là ok rồi. À, nhưng mà này nó dưới 90 là kẹn vô. Nếu dưới kẹn 90 vô, thì mình sợ thôi. Kẹn vô lại kẹn. Được hả? Dạ, từ 90 tới 95, 96 rồi đó là ok. Nó cao là... Dạ, con giúp dùm cái này nha. Dạ, để con về con báo với xã hội. Dạ, có bây giờ. Cái này á nè. Dạ, trường hợp tôi báo y tế rồi. Dạ. Y tế nó vô dạng không có xử lý được nữa là bây giờ nó chuyển đi... Bất lợi. Dạ. Bất lợi con, ấy tiền con đổ chân nha. Dạ, không được, tại không, vì tụi cái con... Cái gì bất nói thiệt. Dạ, không, dạ, không, dạ, không. Đừng con có nhận tiền bác. Con giúp dùm bất chứ. Dạ, dạ, cái máy này chắc hết đi. Không, giờ lại em có biết cái gì không đó. Đấy, con về con báo với họ, giờ họ sẽ mua dùm cho bác. Dạ, dạ. Giờ họ cầm lên trên đây. Dạ. Giờ bao nhiêu tiền thì tụi con mới nhớ. Dạ. Hỏi ai nhà chú đồn dắt giùm đi, gãy dắt giùm nó tôi hãy. Dạ. Rồi con chào cô, cũng chúc con chú sức khỏe nhiều nha. À, rồi, cảm ơn cô. Chào nha. Dạ. Kẹo đồ cháy quá. Chưa, chưa đem lại. Không sao đâu, cô sống lạc quan đi. Cô sống lạc quan lên. Hả? Bình thường, con nghĩ là mình tập thở giống như... À, bao nhiêu lót máy oxy lên mà thở chưa được, cho nên về đứng cái quán mở oxy à. À. Cô mở quạt lên coi đi. Cái này không chạy, có quạt đây. Có quạt đây mở riêu chứ mở mạnh. Cô chú đừng có đóng cửa. Dạ, rồi. Chú mở cửa về đi. Rồi. Thôi làm phiền mấy chú quá hả? Dạ, không có gì chú. Rồi, chú sức khỏe, gia đình nha. Rồi, hello, xin chào quý giả Mạnh Thường Quân trong mọi nước. Thì sáng giờ con với chú Tèo với anh Thuận cũng đã hỗ trợ xong được 3K rồi. Bây giờ do là thời lượng clip nó cũng giới hạn nên là con xin phép quý khán giả, con hẹn quý khán giả ở video clip sau và tiếp tục đồng hành cùng với Hội Thiện Nguyện Medes. Và cuối clip con xin chúc quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước được thật nhiều sức khỏe và đừng quên like, share, subscribe cho kênh Hội Thiện Nguyện Medes, kênh Tám Sen Chén Cơm Ấm Lòng, Tám Sen Nhiều Chuyện để cho tụi con có một xíu động lực để tiếp tục trên con đường thiện nguyện nha quý khán giả. Rồi con hứa nhỏ
Xin chào tạm biệt quý vị khán giả.